cảm hứng từ những khu rừng quế bạt ngàn xanh ngắt của đại ngàn Tây Bắc, hòa quyện cùng dòng chảy bất tận của sông Hồng. Văn Yên Evergreen, nơi khởi nguồn cuộc sống phồn hoa. Văn Yên Evergreen có quy mô 13,474 hectare, vị trí siêu đắc địa, bậc nhất Yên Bái, nằm trên trục cảnh quan hướng sông Hồng, trục kết nối khu trung tâm công nghiệp mới, nằm giữa hai tuyến đường huyết mạch cao tốc và đường sắt Hà Nội-Lào Cai, đường tỉnh 163, cách thành phố Yên Bái 25 km, cách thành phố Lào Cai 116 km, cách thành phố Hà Nội 168 km, cách điểm du lịch tâm linh nổi tiếng Đền Đông Quương 14 km. Ngoài ra, dự án còn là nơi giao thương giữa các vùng kinh tế trong tương lai, khi dễ dàng kết nối với Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Hồ Thác Bà, trở thành trung tâm kết nối các giá trị tinh hoa khu vực đầy thế mạnh, năng động và phát triển. Cây quế, biểu tượng của kinh tế, văn hóa và con người mảnh đất Văn Yên, được thổi hồn đầy sống động, vươn mình, hiên ngang, tạo ra nguồn sống căng tràn, đón nhận những năng lượng mạnh mẽ của vũ trụ. Văn Yên Evergreen hứa hẹn trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, giải trí mới, tiện nghi bậc nhất, với hệ sinh thái hoàn thiện, gồm 7 phân khu, khu biệt thự, khu liền kề view sông, khu liền kề mặt đường Hồng Hà, liền kề nội khu, trung tâm thương mại, quảng trường Quế, quảng trường trung tâm. Văn Yên Evergreen có đại lộ mua sắm, giải trí xanh mát dài 1,3 km, kết nối đường Hồng Hà, quảng trường Quế, quảng trường trung tâm với các khu vui chơi giải trí, tiểu công viên tiện ích hoàn hảo. Hệ thống chuỗi shop house, biệt thự ven sông mang phong cách kiến trúc châu Âu. Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại mang đến một không gian sống sang trọng, tinh tế, thời thượng. Trung tâm thương mại mua sắm Summit, nơi tâm điểm kinh doanh thịnh vượng, chuẩn mực thượng lưu. Văn Yên Evergreen mang năng lượng của những mầm xanh hòa quyện cùng với kiến trúc phương Tây sẽ trở thành biểu tượng của vùng đất Văn Yên trù phú. Văn Yên Evergreen kiến tạo cuộc sống thịnh vượng nơi tâm điểm phồn hoa.